Xin chào chị Hồng. Hello, chào bác sĩ Thư. Bác sĩ Thư ơi, hôm nay gặp bác sĩ thật là tuyệt vời. Hồng thì có một số cái câu hỏi cũng như là một số cái thắc mắc về xung quanh về cái việc gọi như là răng miệng của mình. Không biết là hôm nay có thể nhờ bác sĩ Thư chia sẻ cho Hồng một số cái câu hỏi mà mình nghĩ là mình cần cái người giải đáp á, cần một cái bác sĩ chuyên nghiệp để có thể giải đáp cho Hồng, thì nhờ bác sĩ ngày hôm nay được không ạ? Vâng, em rất là vui vì có thể giúp đỡ cho chị giải đáp những cái thắc mắc về răng miệng của chị ạ. Vâng. Thì chia sẻ với thật với bác sĩ là hồi đó giờ chưa có mình không có cái thói quen mà gọi là đi chăm sóc răng miệng của mình ở tại cái phòng khám nha khoa thường xuyên, cho nên là Hồng cũng không có hiểu rõ về cái vấn đề này. Vâng. Nhưng mà Hồng thấy có một cái đó là răng của mình á kiểu vẫn còn khỏe mạnh á, cho nên là mình khá là y trong đấy. Nhưng mà thời gian gần đây khoảng vài năm nay á, thì phát hiện ra là trên cái răng của mình á nó có một cái vết bệ mà không biết bệ từ bao giờ bác Thư ạ, thật Và á, bệ từ bao giờ không không phát hiện ra, và bây giờ thì mỗi lần là đụng nhẹ vào thôi thì nó rất là ê. Thì không biết là bác có thể giải đáp với Hồng là bây giờ Hồng phải làm sao với cái răng đấy dạ vâng, nếu mà trong trường không? hợp mà răng của chị bị mẻ vỡ ấy, thì chị sẽ cần đi khám cụ thể xem là cái mức độ mẻ vỡ như thế nào. Nếu mà trong trường hợp mà các cái điểm mẻ vỡ nó nhỏ ấy, mà nó không gây ê buốt, nó không gây cái mức độ quá khó chịu cho mình ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉnh sửa một chút ở cái phần bề mặt ấy, để làm cho cái phần bề mặt nó sẽ đều đặn hơn, nó không bị có những cái cạnh sắc nhọn ấy, thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ có thể gây vỡ thêm, mẻ vỡ thêm cái răng của mình. Còn nếu mà trong trường hợp và những cái miếng vỡ nó khá là lớn, nó gây ra khó chịu, ví dụ như ê buốt cũng là một cái hiện tượng là khó chịu đấy, thì mình sẽ cần phải đi khám. Ví dụ nếu các trường hợp mà có thể hàn phục hồi, thì bác sĩ sẽ đắp thêm một cái phần chất hàn ở phía trên thì che phủ cái phần lớp ngà phía dưới, thì chị sẽ không còn cảm giác ê buốt nữa. Ngoài ra, nếu mà trong trường hợp mà các cái vị trí mẻ vỡ nó lại ở những cái vị trí quan trọng của răng, ví dụ như là các cái múi răng ấy, thì có thể là mình sẽ phải làm phục hình miếng dán sứ hoặc răng sứ ở phía trên, bởi vì là những cái vị trí đó là những cái vị trí mà mình khi mà mình hàn xong ấy, mình ăn nhai thì cái lực ăn nhai nó là sẽ làm cho cái miếng hàn đó nó sẽ bị bể vỡ thêm ấy, cho nên là nó sẽ tùy từng cái mức độ của cái miếng vỡ thì mình sẽ can thiệp theo những cái phương án đó. Nhưng không biết là chị Hồng là bị mẻ vỡ ở răng nào ạ? Cái răng ở bên dưới, ở hàm dưới, cái răng cửa, rồi răng thứ hai tới cái răng thứ ba sát cửa, thì nó mẻ ở gần cái chân răng nha, mà chị không biết là chị bị mẻ từ bao giờ. Tức là chị thấy nó bị mẻ ở gần phía chân răng. Đúng rồi, nó bị khuyết, tự nhiên nó bị khuyết vào một chỗ đấy thì mình biết là nó Vâng, thế cái này thì nó lại là một cái phần khác chị ạ. Có nghĩa là như chị mô tả ấy, thì nó là ở vị trí cổ răng, tức là vị trí tiếp giáp giữa cái phần thân răng và cái phần chân răng ở trong xương ấy. Mà thông thường thì cái vị trí này ấy, thì nó không phải là cái việc vỡ đơn thuần đâu, mà có thể là cái quá trình mình chải răng nhiều ấy, mình chải răng ngang nhiều ấy, thì nó sẽ mòn mòn ngang cái phần cổ răng, hoặc là có thể chị chải đúng nhưng mà cái răng ở vị trí đó nó bị xoay lệch ấy, nó làm cho các cái răng ăn nhai nó sai cái lực, tức là cái lực ăn nhai nó không phù hợp ấy, thì nó làm cho cái lực bắn vặn lên cái phần răng đấy, thì nó sẽ làm cho cái cổ răng của chị nó sẽ bị tiêu ngót đi. Thì với cái trường hợp đấy thì nó không phải là cái mẻ vỡ thông thường, ví dụ như mình ăn đồ cứng nó mẻ vỡ này, thì nó sẽ hay mẻ ở cái phần mặt nhai của thức ăn, hoặc là các cái tìa, hoặc là các cái tìa cắn của các cái răng trước. Nhưng ở đây của chị ở vị trí cổ răng ấy, thì nó sẽ thường là nó sẽ liên quan đến cái việc chảy răng ngang là một này, thứ hai là có thể răng nó bị xoay lệch nhiều thì nó bị có cái tổn thương vậy. Thực ra với những cái tổn thương như thế thì cái xử lý nó lại đơn giản hơn so với cái việc mẻ vỡ răng của chị. Thì với trường hợp đấy thì mình sẽ đánh giá xem là cái mức độ mòn cổ răng như thế nào, và mình sẽ hàn phục hồi ở phía mặt ngoài ấy. Thì ở vị trí của hàn thì lại rất là thuận lợi, bởi vì là khi mà mình xong ấy là nó sẽ che phủ được cái phần ngà phía dưới thì nó sẽ không bị ê buốt nữa, và cái phần tuổi thọ của mỗi hàn thì nó sẽ đảm bảo hơn rất nhiều so với cái việc mà mình bị mẻ vỡ ở phần mặt nhai thức ăn hoặc các phần dìa cắn vào các cái răng trước ấy. Mà tuy nhiên là chị cũng cần xem thêm một yếu tố nữa, có nghĩa là vì không phải chỉ riêng cái răng răng đó của chị mà những cái răng ở bên cạnh của chị có bị như vậy không, có thể là mức độ nhẹ hơn, bởi vì nếu mà khi mình chảy ngang nhiều ấy thì nó sẽ liên quan đến một cái nhóm răng, thì cái răng nào mà nó ở cái vị trí nhô nhô ra nhiều hơn ấy
thì cái lực tác động của cái Ừ. răng đó thì nó sẽ bị nhiều nhất, cái răng đó nó sẽ Ừ. mòn rất là rõ rệt. Còn nếu mà trong trường Ừ. hợp mà răng của chị ấy mà nó bằng phẳng ấy thì có thể nó sẽ liên quan đến cả một cái nhóm răng luôn đấy, Ừ. thì nó sẽ là như và Bác sĩ vừa nhắc tới cái từ khóa là một cái nhóm răng bị vị trí nó bị không không nó bị lệch đúng không? Nó à không không, cân đối thì tức là như thế này, nếu trong trường hợp mòn mòn cái cổ răng ấy nó sẽ liên quan đến mòn cả một nhóm răng khi mà mình trải răng ngang. Thứ hai à. mà nó bị mòn ở một vài răng ấy thì nó sẽ liên quan đến cái vị trí của răng nó không phù hợp. Có nghĩa là có thể là một vài răng thì có nghĩa là có thể một răng của chị hoặc cả một cái nhóm răng nó có thể là vị trí không thích hợp. Đấy. Nhưng mà nếu mà thông thường cái răng của chị nó ở vị trí tương đối là đều đặn này, thì nó bị mòn một vài cái răng, nhất là ở vị trí của góc miệng này này, thì là nó hay liên quan chảy răng. Vì cái vị trí đấy là cái vị trí mà nó là cái phần đường vòng nhất của cung răng ấy. Khi mà chị chảy răng, lực tác động vào đấy nó sẽ lớn nhất. Đấy. Vậy thì chị đang phát hiện ra gần đây bác sĩ, có nghĩa là chị đang thấy là cái khung xương hàm dưới của chị ấy, Vâng. nhìn nó bị thay đổi so với ngày xưa, Vâng. đúng không? Mình có bị thay đổi như vậy không? Nó thay đổi như vậy ấy, thì chị có một cái cảm giác là ở bên dưới cái xương hàm ở bên dưới này, Vâng. nó cái phần bên dưới của cái nợ á, nó hay bị tổn thương lắm. Vâng. Nó hay bị giống như những cái vết mà người ta hay gọi là vết đèn trăng hay là vết gì đó, nó kiểu nó hay bị như vậy. Chị không biết cái này nó là do nguyên nhân gì nhỉ? Thật ra thì cái khung xương của mình ấy thì nó sẽ không thay đổi. Nhưng mà các cái răng ở trên cái khung xương đấy thì có thể thay đổi. Bởi vì ví dụ như khi mà răng của chị nó đều đặn nhé, thì các cái răng nó sẽ giữ nhau, có nghĩa là các cái răng nó sẽ được giữ bởi cái răng ở bên trái ấy, hoặc các cái răng ở bên phải. Nhưng mà khi răng của chị nó chỉ cần lệch ra phía ngoài một chút xíu thôi thì cái xu hướng phát triển của răng ấy, nó là những cái nhóm răng ở phía trong nó sẽ di chuyển ra phía ngoài, nó sẽ tác động cái để làm cho những cái răng đang xoay ít nhé, nó đang xoay ít nó sẽ xoay nhiều hơn, và khi nó xoay nhiều hơn thì nó sẽ làm cho cái cung răng của chị lúc đầu có thể tương đối đều nhé, nhưng sau này nó sẽ di chuyển và nó sẽ bị lệch lạc ấy. Nhiều khi mình cảm giác là cung răng của mình nó bị hẹp đi, nhưng mà cái hẹp này nó là hẹp diễn ra ở trên cái sự phân bố của răng thôi, còn cái khung xương hàm thì hầu như nó sẽ không thay đổi đấy. Còn với các cái tổn thương chị đang nói là các cái tổn thương ở ở trên cái chân răng của chị đúng không? Tức là chị thấy các cái tổn thương này nó cụ thể như thế nào? Ở bên dưới chân răng á, ở bên dưới chân răng ở cái phần mà bên dưới cái nợ á, Vâng. thì nó bị giống như thế là nó hay bị viêm như kiểu kiểu thế á, nó Vâng. dễ dàng bị viêm á. Thật ra thì cái độ tuổi của mình ấy, tức là mình đã có thời gian ăn nhai rất là nhiều rồi, thì răng hay là lợn nó cũng có những cái quá trình lão hóa khi mình sử dụng nhiều ấy. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà mình vệ sinh răng chưa được tốt, ví dụ như là mình không làm sạch cao răng định kỳ này, thì các cái cao răng nó sẽ bám ở cái phần viền lợi của chị nhiều này, thì nó sẽ gây viêm lợi. Sau khi mà gây viêm lợi xong ấy, lợi nó là cái phần đầu tiên ở phần phía trên mà mình có thể nhìn được. Sau khi viêm lợi mà mình không kiểm soát được ấy thì nó sẽ viêm xuống các cái tổ chức ở phía dưới, thì nó sẽ viêm sang các cái phần giữ răng khác, ví dụ như là dây chằng quanh răng này, viêm xương ổ răng này, thì nó sẽ làm cho cái phần lợi của mình càng ngày nó sẽ càng bị co ngót và mất cái phần xương để giữ răng. Thì chính vì thế khi mà chúng ta bước sang tuổi trung niên ấy là chúng ta hay có cái hiện tượng là răng chúng ta bị yếu, có thể cái thân thân răng nó dài đi, nó dài hơn ấy, thân răng nó dài hơn thực tế là do cái quá trình tụt lợi nó diễn ra, thì nó sẽ làm cái lợi nó bị tụt xuống phía dưới, nó hở ra cái phần cổ răng và cái phần chân răng. Chính vì thế là cái khi mình ở độ tuổi trung niên, nếu mà trước đây mình đã vệ sinh răng miệng không được tốt này, thì nó sẽ làm cho cái quá trình đấy nó diễn ra rất là nhanh. Có nghĩa ví dụ như trước đây nhé, thì trung bình cái độ tuổi khoảng tầm 4 cho đến 50 tuổi là cái quá trình viêm lợi và viêm quanh răng nó sẽ diễn ra tương đối là phổ biến. Nhưng mà nếu mà mình không vệ sinh răng được tốt thì có thể cái độ tuổi đấy nó sẽ thấp xuống. Có thể là chỉ tầm 30 hoặc là hơn 30 tuổi là mình đã có hiện tượng đấy rồi ạ. Tức là như chị Hồng đã nói thì là chị cũng ít đi thăm khám răng đúng không?
Thì em cũng sợ là chị có nhiều cái cao răng ở dưới lợi. Cái cao răng ở dưới lợi nhiều khi mình không nhìn được vì nó nằm trong cái phần lợi ấy. Thì chỉ có lúc mà đi khám ấy, thì bác sĩ đưa dụng cụ xuống thì bác sĩ mới có thể đánh giá được. Mà những tổn thương âm thầm như thế nó diễn ra ở bên dưới ấy, thì cái quá trình này diễn ra trong trong nhiều năm ấy, thì nó sẽ mức độ phá hủy của nó cũng khá là lớn. À, vậy thì bác sĩ Thư vừa nhắc tới gọi là mình phải thường xuyên đi đấy bôi răng cao răng định kỳ đúng không? Nhưng Vâng. mà lúc trước ấy, thì chị cũng cũng nghĩ là mình phải làm điều đấy, nhưng mà có mấy người á mà người ta đi lấy bôi răng như vậy, họ bảo là sau khi đi lấy về ấy, thì sẽ bị mất đi cái men răng và sau này nó gây ra tình trạng mảng bám nhiều hơn, Vâng. thì không biết là cái này có đúng không ạ? Thật ra thì rất nhiều người đã hỏi em câu này rồi. Và thật ra là cái câu trả lời thì chắc chắn là không đúng, bởi vì là khi mà nghiên cứu ấy, thì người ta đã chứng minh được là cái đầu lấy cao răng ấy nó sẽ sử dụng các cái lực rung ấy chị, các cái lực rung. Cái lực rung này nó sẽ làm lỏng cái liên kết giữa cao răng và cái bề mặt răng. Cái lực rung này không có tác dụng để phá hủy được cái men răng, bởi vì men răng ấy thật ra nó là cái bộ phận cứng nhất của cơ thể, thậm chí là nó còn cứng hơn cả xương. Với một cái lực rung siêu âm như thế nó sẽ không không thể nào mà làm phá hủy được cái men răng. Chỉ trừ khi là mình, ví dụ như mình khi mình mài răng ấy thì mình hay dùng cái mũi khoan ấy, các cái mũi khoan thì nó có cái tốc độ của cái vòng quay nó rất là mạnh, cái lực của nó rất là lớn, thì nó mới tác động để nó mài được cái men răng. Còn cái lực rung siêu âm ấy thì cái lực rung của nó rất là nhẹ, có nghĩa là chị cảm giác như là khi đi lấy cao răng ấy thì thấy nó cứ dìn 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 ấy, nó chỉ là cái lực nó rung thôi, thì nó làm lỏng cái liên kết thôi. Sau khi mà lấy cao răng xong ấy thì cái bề mặt mà trước đây cao răng nó bám vào cái mặt răng ấy thì cái vị trí đấy nó sẽ nhám, do là cái cao răng nó bám lâu ngày ấy thì cái vị trí đấy nó sẽ bị nhám. Sau khi lấy xong thì bác sĩ sẽ dùng một cái chất đánh bóng ấy để làm cho khôi phục lại cái bề mặt bóng của men răng ấy, thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng bám, mảng bám vào cao răng mới. Còn trong trường hợp chính vì mình có cái suy nghĩ như vậy cho nên mình không đi lấy cao răng, cho nên là cái cao răng nó càng ngày nó càng nhiều, nó đắp, nó gọi là nó lấn chiếm hết cái bề mặt của thân răng này. Sau đấy thì nó đẩy xuống dưới cái túi lợi ấy, nó làm cái lợi của mình nó tiêu ngót đi. Mà khi mà cái phần lợi nó tiêu ngót ấy, thì nó sẽ hở ra cái phần cổ răng và cái phần chân răng. Cái phần chân răng ấy thì có bản chất là nó rất là nhám, chị hiểu ý em không? Men răng thì nó bóng nhất, men răng là cái phần lộ ra bên ngoài miệng thì nó bóng. Nhưng mà cái phần xi măng chân răng, tức là cái phần nó phủ ở phía mặt ngoài của chân răng thì nó rất là nhám. Khi mà cái lợi của mình nó bị co ngót ra viêm như thế, mà lúc mình lấy sạch cao răng thì nó sẽ lộ ra cái phần chân răng đấy, thì nó nhám thì nó sẽ dễ bám thêm cái cao răng và mảng bám mới vào cái phần chân răng mà nó bị lộ ra ấy. Thì tuy nhiên là dĩ nhiên là mình nên đi lấy cao răng đúng đúng thời điểm ấy, để cho nó không bị tích đọng cao răng mà nó gây tụt lợi. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà nó đã bị tụt lợi và nó bị tiêu xương, nó đã bị cái phần ranh giới ở phía lợi và phía răng nó đã bị đẩy xuống rất là thấp rồi, thì mình vẫn cần phải đi lấy, mặc dù là cái phần sau khi lấy xong thì nó vẫn bị hở ra một cái phần chân răng mới. Nhưng mà nếu mà mình không lấy thì cái tụt lợi đấy và cái viêm quanh răng nó sẽ còn tiến triển và nó sẽ làm xương nó tiêu tiếp tục. Thậm chí là nhiều trường hợp sau khi mà bệnh nhân lấy xong cao răng ấy thì nó trơ luôn là cái phần chân răng thật của mình luôn ấy, tức là nó không còn một chút xương nào để nó che phủ cái phần chân răng đấy nữa, thì lúc đấy là cái răng nó sẽ không giữ được. Chính vì thế là muộn còn hơn không, có nghĩa là dĩ nhiên là mình nên đi lấy nó khi mà nó chưa có vấn đề, nhưng mà nếu trong trường hợp mà nó đã xâm lấn xuống phía dưới rồi thì mình vẫn cần phải đi lấy sớm nhất có thể. Hiểu rồi, biết ơn em đã Và cứu kịp thời bộ răng của chị. cho Nhưng nên là mà thế bây giờ chị ở trong Sài Gòn thì làm sao để chị có thể sử dụng được dịch vụ mà chị muốn thăm khám răng miệng của chị hoặc là đi lấy cao răng của bên cơ sở của em? Bởi vì khi mà chị nghe em nói như vậy thì chị có cảm giác là chỉ có thể tin vào em thôi chứ không tin vào ai được à, thật ra thì ở trong hết. Sài Gòn ấy thì nha khoa em thấy cũng rất là phát triển, và những cái kỹ thuật như là lấy cao răng ấy thì nó cũng là những cái kỹ thuật phổ thông, nó cũng không phải là những cái kỹ thuật mà yêu cầu tức là máy móc hoặc công nghệ quá cao. Tuy nhiên là ở trong Sài Gòn
chị cũng nên tìm hiểu từ những người quen ở trong đấy, xem là những cái cơ sở này uy tín để mình có thể sử dụng dịch vụ. Dĩ nhiên là có một số trường hợp ví dụ mọi người ở xa ấy không thể sử dụng dịch vụ của em được, mà cũng có thể tham khảo tư vấn từ em, thì để mọi người có cái kiến thức đầy đủ hơn để khi mà giao tiếp với bác sĩ thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì mình cũng có sự tìm hiểu trước thông tin ý. Còn ví dụ như về chăm sóc đi khám răng định kỳ này, lấy cao răng thì nó cũng là những cái kỹ thuật tương đối là phổ thông. Dĩ nhiên là mình cũng phải tìm hiểu những nơi mà mình cảm thấy tin cậy và an toàn, nhưng mà cũng không không đến mức là quá quá nghiêm trọng đâu chị ạ. Vâng. Ok. Thế bao nhiêu lâu thì gọi là định kỳ, bao nhiêu lâu thì mình đi lấy cao răng một lần? Thông thường thì mình sẽ khoảng 4 cho đến 6 tháng là mình nên đi lấy cao răng, mình nên đi khám răng. Chính xác là mình nên đi khám răng định kỳ. Và tùy từng người, có những người thì thực ra là cái cơ địa hình thành cao răng của người ta sẽ lâu hơn so với những người khác ấy. Thì có thể là người ta đi khám răng nhưng mà người ta lại không cần phải lấy cao răng vào thời điểm đấy. Thì có thể là người ta đi khám để người ta biết là cái vấn đề của người ta như thế nào, hoặc là nếu không có vấn đề thì sẽ hẹn sang cái buổi khám định kỳ tiếp theo. Và nếu trong trường hợp mà có cao răng và cần phải xử lý thì ở cái các cái buổi khám thì là bác sĩ sẽ chỉ định luôn ạ. Thế nếu mà thông thường giống như bây giờ chị đi khám răng định kỳ như vậy thì mình đi khám thường mất bao nhiêu lâu thời gian nhỉ? Em thấy thông thường ấy thì bây giờ các phòng khám ấy nó sẽ hay có các hình thức là đặt lịch ấy. Thì cứ đặt lịch trước để mình sẽ hạn chế cái việc chờ đợi. Bởi vì thực ra những cái căn nha khoa ấy thì nó cũng sẽ có những cái ví dụ như là cái khoảng thời gian thôi. Có nghĩa ví dụ như là các bác sĩ sẽ căn trong cái khoảng thời gian đấy, ví dụ thực hiện các cái kỹ thuật này mất khoảng bao nhiêu lâu đó thì sẽ các cái lịch nối cho bệnh nhân. Tuy nhiên một số trường hợp thì mình cũng có thể phải chờ thêm một chút xíu. Nhưng mà khi mà mình đặt lịch trước như thế thì là bên phòng khám người ta sẽ chủ động, người ta sẽ xếp lịch cho mình một cách phù hợp nhất này. Và người ta sẽ, ví dụ trong trường hợp mà mình có những cái kỹ thuật đặc biệt đi, thì người ta sẽ bố trí các cái máy móc và nhân lực cho phù hợp cho cái cuộc thăm khám này diễn ra thuận lợi nhất. Thì thực Vậy thì sắp tới chỉ có một cái có một cái lịch chị sẽ di chuyển ra ngoài Hà Nội á, thì hay là nếu mà chị ra Hà Nội xong và chị khám ở chỗ em thì như Vâng, thì lúc mà chị ra Hà Nội thì thế chị có thể nhắn lịch cho em trước để em sắp xếp nào lịch cho phù hợp nhỉ? với chị. Vâng. Ok, vậy có lý đấy. Ra Hà Nội chị sẽ tìm em. Dạ Chị vâng. sẽ báo lại với em nhé. Dạ vâng, vâng em cảm À, ơn chị. rồi. Cảm Vâng. ơn bác sĩ Thư ngày hôm nay đã dành thời gian giải đáp những cái thắc mắc của chị, và quan trọng hơn thế nữa là kịp thời, chị nghĩ là kịp thời để cứu răng của chị. Nếu Dạ không thì vâng. có thể sau này nó sẽ xảy ra nhiều tình huống khác nữa. Vâng. Thật ra thì Em. em sẽ gửi thêm cho chị cái video về hướng dẫn chải răng đúng cách ấy. Bởi vì thật ra em thấy phần lớn mọi người là đều chải răng chưa đúng cách. Chính vì cái việc chải răng đúng cách cho nên là ngoài cái việc nó gây mòn răng, gây tụt lợi ấy, nó còn gây ra các cái vấn đề khác ấy. Chính vì thế thì cái mình thay đổi cách chải răng cho nó đúng, ngoài cái việc thay đổi cho mình còn thay đổi cho những người xung quanh mình ấy, thì để hạn các cái nguy cơ, thì em sẽ gửi thêm cho chị cái video về hướng dẫn chải răng đúng cách nữa. À, thế video đấy của bác sĩ được đăng ở đâu ạ? Để Hồng lên trên đó Hồng xem video đó và Hồng xem cả những cái video khác nữa. Chị có thể vào YouTube và gõ là gõ cái kênh của em ấy là Doctor Anh Dũng, có rất là nhiều những cái video chia sẻ về chăm sóc răng miệng như thế nào, giải thích cho bệnh nhân về những cái vấn đề thường gặp ấy và cái cách thay đổi xử trí phù hợp.